tủ lạnh, một thiết bị điện gia dụng đã khiến rất nhiều gia đình mất thời gian lựa chọn, là thay đổi, làm sạch và bảo dưỡng. Vậy thì ngày hôm nay, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá nhanh một chiếc tủ lạnh 4 cửa mới nhất của nhà Aqua, một chiếc tủ lạnh được khá nhiều người dùng được cho là đáng cân nhắc. Không chỉ dừng lại ở một vẻ ngoài tối giản với thiết kế mặt gương vân đá cẩm thạch chống trầy xước và chống va đập, ngoài ra rất là dễ để lau khỏi bụi bẩn cũng như là một số những cái vết dầu mỡ. Và đây sẽ là top 4 điểm sáng công nghệ trong chiếc tủ lạnh 4 cửa mới nhất của nhà Aqua. Điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy ngay đó chính là hệ thống đèn daylight của nhà Aqua. Như các bạn thấy là bình thường với một chiếc tủ lạnh thì hệ thống đèn sẽ được bố trí ở phần trên. Tuy nhiên thì với chiếc tủ lạnh này thì hệ thống đèn sẽ được phân bổ đầy đủ ở tất cả các ngăn. Và vì như vậy mà tất cả các ngóc ngách khi mà mình chứa thực phẩm mình đều sẽ có thể nhìn thấy rất là dễ dàng. Ngoài ra thì như các bạn thấy là cái phần ánh sáng sẽ được sáng dần lên khi mà chúng ta mở cửa ra, không khiến cho người dùng bị cảm giác là bị chói mắt hoặc là bị quá là khó chịu khi mà mình phải sử dụng trong các không gian tối. Điểm sáng thứ hai đến từ màn lọc cấp ẩm HCS tối ưu độ ẩm lên đến 90%. Thì với màn lọc được bố trí như thế này thì tất cả những thực phẩm được bỏ vào trong ngăn này sẽ được cân bằng độ ẩm đến 90%. Có nghĩa là đối với một số những rau củ quả khi mà bị khô, bị mất nước thì sẽ được cấp ẩm. Còn đối với những sản phẩm nào mà đang bị dư nước, dư ẩm thì chúng ta sẽ được hút ẩm. Vậy thì với những thực phẩm được chứa vào ngăn này thì sẽ giữ được độ tươi mát, độ mọng nước khi mà chúng ta sử dụng. Rồi sau khi mà chúng ta đã tham quan ngăn mát thì chúng ta sẽ đến ngăn đông. Với ngăn đông này thì mình sẽ có một công nghệ mà nhiều vô cùng thích, đó chính là Pressure Seal. Đây sẽ là một công nghệ giúp cho những thực phẩm của chúng ta khi mà bỏ vào ngăn đông không bị tình trạng là phủ sương. Vậy thì với một cái sản phẩm, với một cái thực phẩm mà không bị phủ sương thì đầu tiên là chúng ta sẽ có được những thớ thịt cá nó rất là tươi vì không bị tích nước, trữ nước quá nhiều và cũng dễ dàng hơn trong quá trình mà chúng ta phải rã đông và nấu nướng. Và điểm sáng công nghệ cuối cùng của chiếc tủ lạnh này đó chính là biến tần Twin Inverter, một biến tần kết hợp giữa biến tần cả máy nén và quạt tản nhiệt sẽ kết hợp với nhau để cho ra một thiết bị vận hành êm ả, bền bỉ cũng như là tiết kiệm điện nhất. Bên cạnh là top 4 điểm sáng công nghệ thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc bảng điều khiển đa sắc màu. Thì ở đây người dùng hoàn toàn có thể chỉ trong vòng một nút bấm kích hoạt chế độ làm đông nhanh hoặc là làm lạnh nhanh, hoặc là chúng ta có thể mở nhanh chế độ khử mùi APT Pro chỉ trong vòng 3 giây. Vậy thì với những cái dịp mà chúng ta có tiệc tổ chức ở nhà thì cũng sẽ dễ dàng có thể kích hoạt cái chế độ tăng công suất của chiếc tủ lạnh này để đáp ứng đúng cái nhu cầu của chúng ta. Và có thể thấy rằng chiếc tủ lạnh này không chỉ làm ấn tượng chúng ta với công nghệ mà ngoài ra chúng ta còn thấy ngay ở phần thiết kế vô cùng tối giản. Và như quý vị thấy là mặt gương với vân đá cẩm thạch này thì có thể thấy là bề ngoài không quá bóng, không quá nhám nè. Và với thiết kế như thế này thì chiếc tủ lạnh của chúng ta còn có dung tích là 660 lít, một dung tích có thể nói là lớn nhất trên thị trường tủ lạnh 4 cửa hiện tại. Và đó là một vài những đánh giá nhanh của Cà Phê Tech cùng với chiếc tủ lạnh 4 cửa mới nhất của nhà Aqua. Và để trải nghiệm nhiều hơn cùng với Cà Phê Tech, quý vị hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục này nhé.